Chào các bạn, thì trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu nơ nhỏ dùng để trang trí cho sản phẩm như thế này. Thì cái mẫu nơ này các bạn cũng có thể trang trí lên sản phẩm handmade như là giày len hoặc là áo nón, hoặc cũng có thể trang trí lên cài tóc ha. Dụng cụ mình gồm len miêu cô tông, kim móc, ở đây mình dùng kim móc 2 đầu và dùng đầu số 4 nè. Hoặc không có mẫu kim này thì các bạn cũng có thể sử dụng nhiều loại kim khác nhau ha. Ở đây mình sử dụng để trang trí sản phẩm nhỏ nên mình sẽ sử dụng đầu kim nhỏ. Và đầu kim này nó sẽ có cái độ dày nhỏ hơn hoặc là bằng sợi len một chút nè. Đây, cho cái phần nơ của mình được cứng cáp. Ngoài ra còn có kéo cắt len. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái phần nơ này. Thì đầu tiên các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn. Nhưng trước khi tạo vòng tròn thì ta sẽ chừa cho mình một đoạn len dài ha. Để mình lát nữa mình có thể quấn quanh cái phần nơ á. Tạo một vòng tròn nè, móc và kéo len qua vòng tròn. Sau đó từ đây móc lên 5 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4 và 5. Sau khi đã được 5 mũi móc xích liên tiếp với nhau thì mình sẽ sử dụng mũi kép đôi để móc cái phần cánh nơ ha. Các bạn sẽ móc cho mình vào cái vòng tròn ta vừa tạo này luôn nè. Thì để tạo được mũi kép đôi, các bạn sẽ tiến hành quấn len cho mình 2 vòng lên kim nè. Sau đó đâm kim vào cái vòng tròn mà mình tạo đầu tiên ở phía dưới á, là cái khoảng trống này nè. Các bạn sẽ đâm kim vào đây, sau đó kéo len qua vòng tròn ha. Và từ đây ta lần lượt kéo len qua 2 chân móc trên kim nè. Kéo len lần thứ nhất qua 2 chân móc. Tiếp tục kéo len lần thứ 2 qua 2 chân móc nè. Và kéo len lần thứ 3 qua 2 chân móc. Thì như vậy là ta hình thành được mũi kép đôi đầu tiên nè. Tiếp tục mũi kép đôi thứ hai cũng làm tương tự ha, cũng móc cho mình vào cái vòng tròn ta tạo đầu tiên này. Ta cũng lấy len 2 lần lên kim, sau đó đâm kim vào vòng tròn ta tạo đầu tiên nè. Đâm kim vào đây, kéo len qua vòng tròn. Sau đó lần lượt kéo len qua 2 chân móc trên kim ha. Kéo len lần thứ nhất qua 2 chân nè. Kéo len lần thứ hai qua 2 chân và kéo len lần thứ ba là cái lần cuối cùng á. Kéo qua 2 chân móc trên kim thì ta được mũi kép đôi thứ hai. Để cho cái phần cánh nơ của mình được dày hơn thì các bạn sẽ làm cho mình 4 lần liên tiếp ha. Quấn len 2 lần sau đó kéo qua nè. Lần lượt kéo len qua 2 chân móc trên kim. Lần thứ nhất, lần thứ hai và lần thứ ba. Tiếp tục mũi kép đôi thứ tư, quấn len 2 lần, đâm kim vào vòng tròn, kéo len. Lần lượt kéo len qua 2 chân trên kim. Lần thứ nhất, lần thứ hai và lần thứ ba. Khi đã được 4 mũi kép đôi liên tiếp với nhau, ta được cái bề dày của cái phần cánh nơ như thế này rồi, thì từ đây móc lên cho mình 4 mũi móc xích. 1, 2, 3 và 4. Sau đó cũng đâm kim vào cái vòng tròn mà ta vừa móc đây nè. Đâm kim vào đây và móc cho mình một mũi dời ha. Để tiện cho việc cầm cái phần cánh nơ thì các bạn sẽ guốc cho mình sợi len ngắn ha. Guốc nhỏ lại cho cái vòng tròn của mình nó được nhỏ lại nè. Ta hình thành được cánh nơ thứ nhất. Sau đó để tiếp tục cánh nơ thứ hai thì từ đây móc lên 4 mũi móc xích. Ở đây lưu ý cho mình cái xích đầu tiên mà mình gây nên là 5 mũi xích. Còn các cái mũi xích còn lại ta chỉ gây nên 4 mũi thôi nha. Sau đó tiếp tục đâm kim vào cái vòng tròn ta tạo đầu tiên này và móc cho mình 4 mũi kép đôi tương tự. Lấy len 2 lần lên kim và đâm kim vào khoảng trống. Sau đó lần lượt kéo len qua 2 chân móc trên kim. Lần thứ nhất, tiếp tục kéo len lần thứ hai qua 2 chân và kéo len lần thứ ba qua 2 chân. Lấy len 2 lần lên kim, đâm kim vào khoảng trống. Kéo len và lần lượt kéo len qua 2 chân móc trên kim. Lần thứ nhất, lần thứ hai và lần thứ ba. Tương tự cho 2 mũi móc còn lại nè. Lần lượt kéo len qua 2 chân trên kim, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Quấn len 2 vòng lên kim, đâm kim lần thứ tư vào khoảng trống. Kéo len qua 2 chân lần thứ nhất, qua 2 chân lần thứ hai và qua 2 chân lần thứ ba. Khi bề dày của cánh nơ đã bằng với bề dày cánh nơ đầu tiên rồi thì tiếp tục móc lên 4 mũi móc xích. 2, 3 và 4. Sau đó các bạn sẽ đâm kim cho mình vào khoảng trống ta vừa móc luôn ha, móc một mũi dời vào đây. Sau đó lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Các bạn cũng cắt cho mình một đoạn len dài ha. Sau khi hoàn tất được cánh nơ thì ta tiến hành cầm hai đầu dây guốc thật mạnh vào nè.
Các bạn sẽ gút thật mạnh vào cho các cái đầu dây của mình được chắc chắn hơn. Thì cái form nơ của mình hình thành nè. Ở cái sợi len mà mình tạo vòng tròn đầu tiên á, các bạn sẽ đưa cho mình từ dưới lên trên, quấn quanh cái phần chính giữa của nơ á, quấn một vòng hoặc hai vòng cũng được ha. Còn sợi len mà mình vừa kết thúc, các bạn sẽ đưa cho mình ra phía sau nè. Sau đó hai đầu dây này mình sẽ tiến hành cột guốc lại ở phía sau. Đây, các bạn sẽ cột guốc nhiều vòng cho cái phần nơ của mình được chắc chắn hơn nha. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong một mẫu nơ dùng mũi kép đôi nè. Các bạn có thể dùng mẫu nơ này để trang trí cho nhiều sản phẩm khác nhau, cho sản phẩm của mình thêm xinh xắn ha. Chúc các bạn thành công!